Thì hôm nay thì anh muốn họp anh em để hỏi về công trình của anh Hiếu. Dạ Anh Hiếu thì là chủ đầu tư bên nước ngoài, dạ thì cũng thuê bên mình làm thiết kế và tư vấn công trình building của anh ấy. Thì em nói lại về các cái thông tin mà chủ đầu tư mong muốn ở công trình này, dạ cả số tầng cũng như quy mô. vâng, em xin phép được trình bày ạ. Thì công trình của anh Hiếu này, thì anh này là người Việt nhưng mà sống bên Mỹ. Và cái mong muốn của anh ý thì sẽ là một tầng bán hầm cộng với 6 tầng nổi và một tầng tum. Trong đó tầng hầm thì em phải nói qua về cái nhiệm vụ trước để chúng ta hình dung được sau này phương án như là tầng hầm thì họ muốn là một cái khu vực để xe máy thôi. Có thể là để ô tô nhưng mà thực ra ưu tiên là để sau này để xe máy, còn ô tô thì để bên ngoài. Giam dốc một chiều, gara để xe, một phòng kho, để sau này phòng kho này họ có thể là để xe hai bánh bên trong đấy, một khu vực vệ sinh chung và còn lại là lõi thang. Tầng 1 thì họ muốn là để kinh doanh, khu vực kinh doanh cà phê sau này. Tầng 2 thì họ muốn mong muốn là 8 phòng ngủ nhỏ, trong đó là tất cả đều có WC riêng. Một phòng khách cộng bếp và một vệ sinh chung. Hai là 8 phòng ngủ ạ. Dạ. À dạ, Cái em câu nói chuyện đi. Dạ. tầng 3 thì họ mong muốn là 6 phòng ngủ đều có WC riêng, cộng với là một phòng ngủ 8 giường tầng. Tất nhiên là tức là 4 giường, trong đó là tổng thành 8 giường đấy, 4 giường tầng là thành 8 giường. Có WC riêng, một phòng khách bếp, một khu vực vệ sinh chung. Tầng 4 thì họ mong muốn là có một phòng hội nghị phía trước, diện tích là bằng 50% cái đất. 4 phòng làm việc nhỏ, một khu vệ sinh chung. Tầng 5 thì là một phòng hội nghị 80% diện tích, một phòng bếp cộng với có tức là một phòng bếp có vách ngăn cộng một khu vực vệ sinh chung. Tầng 6 thì cần một phòng ăn lớn, một khu vực bếp, một khu vực WC chung. Tầng tum là khu vực phòng bếp ăn uống kín cộng khu vực BBQ WC chung. Tức là anh thấy rất nhiều phòng ngủ thì Chính mục đích xác. chính của người ta sử dụng công trình này là như nào? Thật ra thì công trình này ấy, em cũng đã trao đổi với họ về mục đích sử dụng của họ là gì. Thứ nhất là họ họ làm về là họ làm về business, tức là họ có những cái buổi mà gặp gỡ các cái doanh nghiệp ấy để trao đổi với nhau, rồi là tọa đàm, rồi là có những buổi chia sẻ về kiến thức về kinh doanh. Nhưng mà sao lại nắm phòng ngủ thế? Về phòng ngủ thì lại câu chuyện nữa, tức là họ muốn tức là họ, hình như họ muốn chuyển giáo nữa về đạo Cơ Đốc. Cho nên trong những cái buổi đấy sẽ có những cái thành viên họ đến và hoặc là người thân của họ ấy. Tức là sẽ ngủ lại một đêm. Và Rồi. Thì cho anh hỏi thêm là kích thước là anh đang thấy là lở hậu đúng không? Đằng trước là 9m4, đằng sau là 9m68 chiều ngang. đúng ạ, Chiều sâu thì rơi vào khoảng 21 mét rưỡi ạ. 21,5 m đúng không? Và tức là ở đây họ 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 sang mới sang Việt Nam, họ mua hai mảnh đất sát nhau, họ gộp lại thì ra được mảnh như này. Thế thì khi mà đề bài đấy là chủ đầu tư yêu cầu đúng không? Vâng ạ, Anh thấy có nhiều cái chưa chắc nó đáp ứng được. chính Thì xác. em tư vấn cho chủ đầu tư như nào? Xuyên suốt cái mạch mình phân tích chưa đi vào cụ thể mà phân tích cái mạch chính ấy, Vâng. để em phát triển về công năng các tầng Dạ. thì nó chia thành những cái khối như nào. Vâng. Đặc biệt là anh rất là quan tâm đến cái dọc trục giao thông Dạ. theo chiều dọc. Vâng. Thì là em cũng có gọi điện trao đổi với chủ nhà. Bởi vì là khi mà họ 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 lên cái nhiệm vụ này ấy, là lúc đó họ chưa có nắm bắt gì về cái quy định xây dựng cả. Cho nên công việc là mình lại phải có một cái bước trước đó là mình tư vấn cho họ về cái thủ tục về xin quy định xây dựng nó như thế nào.
Thì lúc đó mình có trao đổi với họ thì là ra cái khu vực mà cấp phép ấy, tức là khu vực quanh đấy để trao đổi với bên khu vực mà cấp phép cho dự án này, thì họ có yêu cầu là bắt buộc là tầng 1 thì phải lùi vào 2 mét, tức là cái khoảng này tầng 1 phải lùi vào 2 mét, và từ tầng 2 trở lên thì được đua ra 1 mét, nhưng mà 1 mét so với 2 mét ở dưới là đua ra 1 mét, tức là không được vượt qua cái đất này. Đó, đó là quy định của họ. Và chưa có tầng thì là tầng 1 là 3m9, tầng 2 3m6 đổ lên, còn lại dưới thì vẫn ok. Như vậy đấy là những cái yêu cầu. Còn đằng sau này thì là không quy định gì, tức là không được đua ra nhưng mà cũng không cần thụt vào. Đó. Đây là dạng kiểu trong phố đúng không? Đất trong phố. Chính xác, đấy tức là hai mặt này là hai mặt mà nhà dân xung quanh rồi. Chỉ một mặt trước đây là đường, còn đằng sau này thì là cái khoảng lưu không của hai công trình với nhau. Đằng sau vẫn mở được cửa sổ. Đúng. Chính xác ạ, vẫn mở được cửa sổ nhưng mình không thể đi lại được không này. Ok. Đấy. Thì như vậy là nhà này thì nhà hướng là hướng hướng đông nam. Đông nam như này. À. Đông nam chéo như này. Đấy thì ban đầu em cũng có hỏi chủ nhà tại sao anh lại mong muốn là 8 phòng ngủ, bây giờ trong cái đấy diện tích này quá bé để 8 phòng ngủ, trong cái đấy lại phải phun cả tất cả các vệ sinh. Thì họ bảo là chấp nhận cái việc là phòng ngủ nó phải kín một chút, họ muốn đưa các cái khí gọi là đưa yếu tố là không khí cưỡng bức vào. Nhưng mà câu chuyện là mình không thể dừng như thế được. Nếu mình là đơn vị tư vấn, mình không thể thể dừng việc chủ không cách nào mình phải dùng như thế. Thế nên là câu chuyện là trong em cũng suy tính, thì em cũng bảo là mình cũng lên phương án nhưng mà mình sẽ không đáp ứng được hết cho họ là các phòng ngủ, mà chỉ là phòng 7 phòng ngủ thôi, nhưng phòng nào cũng có ánh sáng, cũng có thông thoáng. Tự nhiên, đúng không? Chính xác ạ. Thế nên là khi mà chủ đầu tư cũng hơi cũng khá là ngạc nhiên, họ cũng bảo là anh cũng thấy rất là thích với những cái đề xuất như thế, bởi vì thông thường là những cái đơn vị mà anh làm thường là anh yêu cầu như nào là họ làm như thế. Rồi. Đấy, nhưng mà bên mình thì có cái sự gọi là tính toán, rồi có sự cái thứ để đưa ra phương án nó tối ưu nhất. Thì ở đây thì em bố trí được 7 phòng ngủ. 7 phòng ngủ. Một thì là mình để chống kinh doanh thôi. Chủ yếu bây giờ em phân tích giúp cho anh là tại sao cái khu vực cầu thang bộ thang máy đúng không? Đấy, cái trục thang bộ thang máy đấy. Vâng. Em lại để góc đấy. Thật ra cái phương án này này, trục thang bộ thang máy này này là em đang hài hòa giữa cái không gian về phòng hội nghị và khu vực ở. Bởi vì trước đấy là mình cũng chưa có trao đổi với chủ nhà sâu nữa, nên là mình đang tối ưu hài hòa giữa cả hai mặt, là một là phòng hội nghị, hai là khu ở. Thì mới có giải pháp là đặt thang như này. Tuy nhiên khi mà cũng qua cái buổi zoom sát với họ nhất ấy, thì họ có nói ngắn gọn là tất cả những phương án này là ok, không có một cái comment gì cả, nhưng họ muốn tối ưu về không gian cho khu vực phòng hội nghị. Tức là họ ưu tiên phòng hội nghị hơn là khu vực ở. Đấy, thế nên cái câu chuyện nó lại hoàn toàn khác nhá. Câu chuyện hoàn toàn khác. Lúc đó thì mình có phương án khác, em đã lên phương án đấy rồi. Ở đây có 2 hội nghị à? Chính xác ạ. Tầng 2, tầng 3. Vâng. Thì câu chuyện nữa là em lại có một sự thay đổi nhỏ nữa so với yêu cầu của họ. Vì họ đang mong muốn là từ tầng 2 và tầng 3 là có phòng ngủ. Nhưng mà em không đưa phòng ngủ xuống đấy. Mà em đã đưa phòng ngủ lên trên. Thay vào đó là 2 phòng hội nghị. Lý do bởi vì là thế này. Khi mình đưa phòng hội nghị vào tầng 2 ấy, đưa phòng hội nghị lên tầng 3, tầng 4 ấy, tầng 4, tầng 5 ấy, thì lúc đó mình sẽ không thể bố trí được các cái phần khoảng thông tầng cho các cái phòng ngủ này. Thế nên khoảng thông tầng này là cái khoảng mà nó rất cần thiết cho các phòng ngủ này. Thứ hai nữa là em phân khu chức năng. Cái phòng ngủ ấy thì nó sẽ phải là ở một khu chức năng ở những cái khoảng tầng khác nhau. Ví dụ như là cái khoảng từ tầng 2, tầng 3 sẽ là cái khu hội nghị chẳng hạn. Thì tầng 4, tầng 5 sẽ là cái khu mà ở. Tức là chắc khu ở riêng, khu hội nghị riêng, chứ không phải là đan xen nhau là khu hội nghị xong là khu ở, xong là khu hội nghị xong là khu ở. Không tách bạch nhau. Đó, chính xác. Đó là hai lý do tại sao là em có chủ động thay đổi với công năng, và họ cũng cảm thấy rất là cũng ghi nhận cái điều đó. Và họ nhận thấy được điều đấy, cho nên là họ cũng đánh giá. Mình sẽ fix cái yếu tố về thông gió và sáng cho người ta trước.
nhiều hơn. Tức là bây giờ ấy, đây là giải pháp em đưa ra để hài hòa hết. Đó. Còn trong cái buổi Zoom thì em sẽ nói sau, nhưng mà trong cái buổi này thì lại là em đưa hết các cái phòng ngủ lên trên. Và cái khu vực phòng hội nghị, hai tầng hội nghị em đưa xuống tầng dưới. Chỉ có phòng làm việc với anh thấy tầng 3 là có thêm cái phòng bếp thôi, đúng không? Ừ, chính xác. Chắc sau này ăn uống thì đấy à? Sau này thì họ muốn là cái tòa nhà này này nó phải đầy đủ hết tất cả các cái chức năng. Bởi vì khi mà bạn bè hoặc là những nhân hoặc là những học viên của họ đến ấy, bởi vì có những cái buổi đào tạo của họ, thì họ muốn là những học viên đấy nó lưu trú lại chẳng hạn, có nơi ăn uống, có nơi giặt giũ, có nơi phơi phóng. Đó. Họ muốn cả một bể cá coi trên nữa, nhưng mà đây là bể cá coi họ sau này họ mới cập nhật. Ví dụ như nếu mà có trường hợp ăn tập thể, đúng không? Vâng. Thì là xuống cái phòng hội nghị đấy. Chính xác. Đúng mà không, không. À không, phòng hội nghị chỉ là phòng đào tạo của họ thôi, không ăn uống ở đấy. Thì anh thấy có cái bếp mà, đúng không? Cái phòng bếp này thì trong nhiệm vụ này khi tiếp nhận là có, nhưng mà sau này họ bảo không cần cái bếp ở đây nữa. Chỗ tầng 3 đấy. Chính xác, họ bảo bỏ cái phần bếp này đi. Trên đường tu mà. Bởi vì cái đây trong là mình tiếp nhận từ tầng 3 đấy. Tầng 3. Đây. Phòng bếp ở đây. Tầng 3 trên bên đây đây, phòng bếp này thì họ muốn bỏ đi. Bởi vì trong cái nhiệm vụ thì có. Trong nhiệm vụ này khi mà các bạn khảo sát về ấy. Đây là phương án đầu cái gì? Sau này đúng rồi. Bỏ đi, đúng không? Chính xác, đây là phương án đầu thì, chứ còn sau này thì em cũng điều chỉnh các phần. Tức là toàn bộ các tầng bỏ hết bếp. Không, chỉ ở tầng 3 là bỏ thôi. Chỉ ở tầng 3 thôi. Vâng. À còn đâu là trên đấy là người ta sẽ có cái tầng tum này, đúng không? Chính xác. BBQ. Đúng ạ, BBQ rồi. Đúng không? Vâng. Rồi tách bạch hẳn ra. Chính xác. Là chỉ có nguy thôi. Vâng. Đúng rồi, tại vì anh thấy đang hơi lạ tại sao có bếp đây. Vâng. Rồi, thế là sẽ như vậy thì tầng 3 nó sẽ được cái phòng hội nghị rất là lớn. Dạ. Thì tuy nhiên là câu chuyện là bây giờ họ muốn là ưu tiên vào trong cái phòng hội nghị. Thế nên là câu chuyện là lõi thang của mình nó lại phải thay đổi. Thế là cứ thay đổi đấy thì sẽ có buổi khác. Thì cái đấy thì em đang cập nhật lại rồi. Em đang cập nhật cũng gần xong rồi. Đây nhưng đang là phương án đầu. Vâng. Và phương án đầu này thì nói điều đặc biệt là mình đã chuyển được các cái khối chức năng. Đúng rồi. Thu lại để làm sao nó rành mạch giữa các khối chức năng chứ không gọi là đan xen nhau. Bởi vì ban đầu họ cũng nghĩ là nếu như mà hội nghị sợ ồn ào không, thực ra chắc chắn là không ồn ào. Bởi vì nhu cầu của họ là họ muốn là các phòng hội nghị này cũng phải có vách cách âm nữa. Họ yêu cầu về các cái chức năng, yêu cầu về các cái công nghệ khá là cao. Như là điện thông minh, rồi vách cách âm trong cái khu này, rồi là rất nhiều thứ. Dạ, anh thấy có cái chỗ mà thông tầng ấy. Thông dạ. Xuống tận tầng 1 à? Có không. Bởi vì tại sao em lại đưa cái phần phòng hội nghị xuống tầng 2, tầng 3 là như vậy? Để mình tầng 2, tầng 3 là sẽ không có cái phần thông tầng. Chính xác, để đưa vào đấy là mình tối ưu về không gian. Bắt đầu từ tầng 4 trở lên thì mới có cái thông tầng. Thông tầng để lấy ánh sáng vào phòng ngủ. Thông tầng này là nó nhìn ở bên ngoài mặt tiền ấy, nó dạng như là khối đế và trên là các cái khối với nhau ấy. Thì như vậy là giải quyết được các yếu tố về ánh sáng cho các cái phòng ngủ này. Vệ sinh rồi các thứ thì đều có đảm bảo được ánh sáng. Chứ không cần thiết phải là dùng lại điều hòa rồi các... Như ở khu tầng 4 ấy là mình bố trí tối đa cho người ta được 7 phòng ngủ. Chính xác. Đấy. Có, trong đó có cả khu vực khách, bếp ăn rồi khách bếp. Nữa. Mà cái này là chắc là sau này là ở cái tầng này là sinh hoạt riêng. À, trong này thì họ đang mong muốn là cái phòng tầng 4 này thì sẽ là ở thường xuyên. Còn phòng tầng 5 này thì thỉnh thoảng ở thôi. Đó, tức là tầng 5 này là khu ở nhưng mà nó là thỉnh thoảng, ví dụ người ta ở lưu trú lại trong một ngày thôi. Đó, còn cái kia thì sẽ ở thường xuyên. Tại vì anh thấy ví dụ như ta bố trí cái bếp ăn ở tầng 4 với tầng 5 thì tầng 6 vẫn tiếp tục bố trí tiếp, đúng không? Thì không biết là mục đích sử dụng là như nào? Mục đích sử dụng của họ thì là thực ra cái khối lượng người vào trong cái nhà này nó cực kỳ nhiều. Nó rơi vào khoảng tầm 150 người đến gần 200 người cơ. Thực ra nếu mà trong quá trình mà xét về phòng cháy ấy thì em phải hỏi tại sao em hỏi số lượng người ấy để ảnh hưởng đến sau này phòng cháy nữa. Thì số lượng người nó không chưa vượt quá 200 người nên là mình vẫn có thể đáp ứng được các cái hành lang như này. Còn đây là đang dưới 200 người.
cái thang bộ xong rồi cái thang thoát hiểm luôn đúng không? Chính xác, cái thang bộ này này sẽ là thang thoát hiểm luôn. Thang máy em đang để bao nhiêu cân đây? Thang máy thì đang là 630 cân. Vâng. Đấy, chiều 1m9 đến 1m8. Cái khoảng thông của cái phần bên trong ấy, giếng trời à giếng thang ấy, là 1m9 đến 1m8. Thế cái giải pháp mà thoát mùi cho khu vực bếp ở các cái tầng 4 tầng 5 như nào em? Tầng 4 tầng 5 này thật ra ở đây ấy, thì anh thấy là ở trong cái khoảng bếp này này mình đã có một cái khoảng thông tầng ở đây rồi, mở cửa sổ ở vị trí mà khách nhìn ra ấy. Đó, còn sau này thì trong này thì đang là phương án concept thôi, cho nên là sau này khi mình bố trí hộ kỹ thuật vào nữa để đi ống hút mùi ấy, thì lúc đó là mình sẽ cập nhật sau. Đây chỉ là để nói về các không gian thôi, thì không gian nào nó cũng được tiếp xúc ánh sáng, ví dụ bếp ăn rồi khách vẫn tiếp xúc với cái khoảng thông tầng này này. Okay. Các phòng ngủ cũng vậy. Thế em trao đổi với anh chủ tư mấy lần? Hiện tại thì anh ấy em mới trao đổi với anh chủ tư một lần. Một buổi zoom zoom phương án này. Cơ bản thì anh ấy đang cần điều chỉnh lại những cái nào? Cơ bản thì bây giờ anh là muốn là ưu tiên cho cái không gian của cái phần phòng đa năng. À phòng hội nghị. Rồi. Thế nên là để mà tối ưu không hội nghị thì em chỉ có giải pháp là chuyển cái phần lõi thang xuống đây thôi. Xuống dưới đáy rồi thôi. Tối ưu tức là anh muốn là rộng hay là không gian nó không gian nó rộng nhất và nó vuông nhất. Vuông nhất đúng không? Chính xác. Nhất. Bởi vì tại sao lại đưa cái thang ở đây này? Bởi vì từ ra bởi vì hai mặt này là mình mở được cửa sổ cho nên là nó rất là tốt cho cái phòng ngủ này này. Hai phòng ngủ ở đây này. Tiếp cận ánh sáng bên ngoài này. Lý do tại sao em lại đẩy cái thang vào đây là như vậy. Để nó đáp ứng được yếu tố ánh sáng cho hai phòng ngủ này. Nhưng mà bây giờ khách đã thay đổi thì phương án như phòng ấy, phòng họp này đúng không? Khách bây giờ thì họ là mong muốn là cho cái phòng tối ưu không gian cho cái phòng này chứ còn không muốn tập trung cho cái phòng ngủ này nữa. Nên câu chuyện đó là mình lại đã thay đổi, em đã chuyển loại thang bộ thang máy về vị trí này, về cuối này. Để tối ưu cái khoảng không gian đây là rộng nhất cho họ. Đó. Cơ bản là mình lên để mình có phương án nói chuyện với chủ nhà. Đúng không ạ? Thì hiện tại thì bây giờ em đã lên gần xong rồi. Cái phương án đó thì lên gần xong nhưng mà em đang hẹn họ mai một buổi zoom với họ. Bởi vì thực ra nếu mà với cương vị mà anh chủ đầu tư ấy thì anh nghĩ là mình phải thực sự rất hiểu về cái công năng sử dụng của anh ấy. Vâng. Đấy, và ngoài cái việc mà mong muốn đấy là mong muốn là trong cái thời điểm hiện tại của anh ấy. Nhưng mình cũng phải tính đến cái bài toán sau này mà giả sử có chuyển đổi. Đúng không? Giả sử anh ấy không làm công việc đấy nữa. Rất có thể nó thay đổi mà. Vâng. Thì lúc đấy nếu mà có chuyển đổi sang cho thuê, đúng không? Vâng. Hoặc là sử dụng thì nó như là hôm trước em cũng trao đổi với họ rồi. Họ đang tính là vật liệu xây dựng của các cái thằng này nó không phải là tường gạch. Họ đang muốn là các cái tường này nó là cái vật liệu sau này có thể dịch dễ tháo rời ra. Đó, nhiều câu chuyện này em cũng nói với họ là bây giờ thế bây giờ cái vệ sinh này thì sao? Vệ sinh này bây giờ nó nếu mà vệ sinh thì mình hạ cốt xong rồi nếu mà sau mà tháo đi thì nó cũng rất phức tạp. Cái câu chuyện là họ bảo là sau vệ sinh cũng có thể tháo được. Ừ, không vấn đề. Đấy, cho nên là câu chuyện là họ mong muốn là sau này khi mà em đã hỏi họ về cái vấn đề là sau này anh muốn chuyển đổi công năng thì sao? Đấy. Đấy, sau này họ bảo là họ thế thì họ muốn là các cái vách tường này sẽ là vách tường sau này dễ tháo được. Không cố định. Anh nghĩ là sau này là chuyển đổi ý, là cách dễ nhất là làm sao mặt bằng nó thoáng. Vâng. Và đẩy thang bộ thang máy về một bên. Dạ. Để sau này họ có chuyển đổi thì cũng rất tiện. Đúng ạ. Bây giờ là anh đang tập trung chính vào cái phần hội nghị này. Chính xác. Chắc chắn là sẽ có nhiều chương trình hội nghị. Vâng. Và anh muốn làm sao mà sức chứa anh nghĩ là phải là tối đa nhất. Dạ. Cũng như là trang thiết bị là phải đầy đủ. Đúng ạ. Đấy. Tức là tập trung vào công năng hội nghị. Sau đó mới đến chức năng là nghỉ ngơi. Vâng. Đấy, nghỉ ngơi thì chắc là có những người họ sẽ ở lại. Đúng ạ. Đó. Thế thì đấy thì mình cứ ưu tiên theo hướng đấy mình phát triển. Thế thì em cũng đang điều chỉnh rồi, thì em đã đưa hết cái phần lõi thang xuống ở phía dưới này, lõi thang vệ sinh xuống dưới này để mình dồn hết các cái. Ở trong Hồ Chí Minh nhỉ? Trong Bình Dương ạ. À Bình Dương đi. Dạ vâng. Okay. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng,
Văn phòng Kisato Thanh Hóa, Văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.